Hello anh em nha. Xin chào anh em. Tối nay về muộn bắt được con cọp anh em ạ. Dì beo 300, đi có 1000 cây thôi anh ạ, 1000 km nha. Như mới anh em ạ. Mấy bữa nay hàng này đang rất hot nha. Anh em nào mà nhìn thấy clip thì alo ngay cho mình thì còn sớm thì còn nha anh em. Hàng đang rất là hot luôn. Xem 1000 cây thì tả như thế nào bây giờ anh em. Không biết quay gì bây giờ nữa. Thật sự luôn. Để cho anh em coi cái này nha. Anh em biết cái này là cái gì không? Để mình chỉ cho. Đây nha. Là cốt sau, cốt bánh sau. Có nghĩa là chưa mở. Cốt bánh sau như này gọi là chưa mở nha anh em. Chưa mở có nghĩa là đồng nghĩa với việc là chưa tăng sên. Mà đi nhiều thì chắc chắn là tăng sên nha anh em. Anh em nào chỉ cần nhìn cái này cho mình biết nha. Đi nhiều là chắc chắn sẽ mở, mà dấu này là chưa mở. Anh em nào biết một chút về xe nhìn có thể là biết liền. Đó, cốt sau chưa mở, chưa tăng sên luôn anh em ạ. 1500 cây. Rồi, không biết nền tả gì đây. Anh em nhìn cái cốt vào đây thì cũng đủ hiểu rồi đúng không? Đây, cốt trước đây. Như xe mới nha anh em. Anh em nào mà có ý định mua gì beo 300 xe lướt thì đừng nên bỏ qua con xe này nha anh em. Xe quay trong nhà nó hơi chật nha anh em, có gì thông cảm giùm mình xíu. Lốp đây. Đó, đây cộp anh em ạ. Cho anh em coi nè. Hai chìa nhá. Đây hai chìa. Hai kiếng. Đó. Chưa có đâm đụng té ngã một lần nào nha anh em. Cho anh em biết tại sao mình có thể khẳng. Mình học đây, anh em nhìn chỗ này đúng không? Đây là nước sơn zin. Đây cho anh em coi kỹ lại nha. Đây, đây là nước sơn zin. Chỗ này chưa chảy, chứng tỏ chưa đổ, chưa ngã, chưa xòe, chưa làm cái gì hết. Ok, qua bên này cho anh em coi. Đây, chưa đổ, chưa ngã, chưa xòe. Thì nói thật là mấy xe 1500 này nó thật là chả biết tả gì, nó như xe hãng anh em ạ. Ok. Thì mấy hôm nay có anh em thương chia lại cho những con xe rất là đẹp luôn, toàn 1000, 2000 cây, thậm chí là vài trăm cây cũng có. Đó. Ok, một lời nữa chân thành gửi lời cảm ơn đến anh em nha. Đã chia cho mình những con xe thật sự là nhìn rất là mê. Đây, anh em nhìn cái chỗ bình xăng là gì? Là cái chỗ lộ ra chỗ này, rất dễ chảy. Ví dụ như mình có thể cọ cái gì vào nó cũng dễ chảy rồi nhá. Anh em nhìn ở đây. Chảy chỗ nào trừ cho anh em 1 triệu luôn. Là mình dám khẳng định với anh em con xe nó cọp cỡ nào rồi đúng không? Chảy một chỗ trừ 1 triệu anh em cứ đến đây tìm. Đó. Đây, đĩa đây, giải cùn. Đây, anh em nhìn ốc tán với anh nhìn này. Ốc này, thấy chưa? Anh em coi. Thấy chưa? Đó. Bô này. Xe không có đồ chơi nha anh em. Và zin từ đầu đến nít luôn, không có độ bất cứ một cái gì hết. Hiện tại là cửa hàng đang bán con xe này cho anh em với giá là 92.500.000. Bao rút hồ sơ cho anh em về ra tên luôn nha. Anh em xem ốc này, đó, ốc này thấy chưa? Không, chưa có dấu vằn luôn nha. Đây, dòng xe dĩa mới cứng. Thì anh em cũng biết rồi đấy, xe 1000 km thì như hãng nó có gì đâu, đi được mỗi mấy vòng. Anh em nhìn này, đây này. Căn nhà này. Ok, một lần nữa nhắc lại với anh em nhé. Là xe mình quay trong nhà đó, nó không có được rõ, nó không được sáng. Anh em có gì thông cảm cho mình xíu nhá. Mình sẽ cố gắng quay những chỗ nào rõ nét nhất cho anh em. Đây. Lốc máy, lốc mầm lửa nhá. Không chảy nha anh em. Đó, mình dám khẳng định với anh em, cứ đến đây xem con xe này, chảy một chỗ trừ cho anh em 1 triệu luôn. Phát hiện tua tặng xe luôn. Cốt trước sau chưa mở nha anh em, có nghĩa là bánh sau bánh trước chưa mở, tất cả ốc của trên xe là nguyên xi, chưa có mở gì nha anh em. Chưa đổ, chưa ngã luôn. Nói chung là xe chưa bị nằm trong đất bao giờ nha anh em. Hai kính đầy đủ nha. Đó. Ok, giờ để vặn nổ. Hai chìa hai kính đầy đủ, không thiếu một món nào cho anh em nha. Chức năng thì hoạt động bình thường anh em ơi, ABS thì hoạt động bình thường nhá, không có lỗi lầm gì hết. Odo nha anh em. 1780 km. Để cho anh em nghe này. Để nổ. Đó. Xe lướt mà anh em. Anh em nào mà có ý định mua xe mới thì thật sự là không nên bỏ qua nhá.
chày nha anh em. Máy thì em dùng chưa hết lâu đài rồi. Đây lốp sau nha, quên quay lốp sau cho anh em. Đây dài cùi. Ok, thật sự với anh em là rất ít khi mình quay trời tối, vì biết sao anh em, mình mới về là con xe mà nó đẹp quá, mình thật sự là mình không thể chịu được, mình bắt buộc mình phải quay luôn để úp lên cho anh em xem. Đó, anh em coi, có thể coi đây, 9 giờ nhá. Đây 9 giờ anh em ạ, 9 giờ tối rồi, thật sự là giờ đấy cũng chả buôn bán gì nữa. Đó, chán quá. Về là con xe này nhìn này, quay úp clip luôn cho anh em xem. Trong đêm nay là có clip nha anh em. Ok, thì mình chi tiết lại cho anh em nha. Zivel 300, xe đi 1.500 cây nha anh em. Lưu ý 1.500 cây, chưa tăng sen luôn. Đó, cốt trước sau chưa mở luôn. Đó, anh em nào thích hỏi lại thì alo cho mình nhá. Giá của nó là 92.500.000. Bao rút hồ sơ cho anh em về ra tên, bảo hành máy móc 6 tháng luôn nha anh em. Số điện thoại của mình là 0974847553, địa chỉ gà 52 Lê Hồng Phong, Tân Đồng Hiệp, Di An, Bình Dương nha anh em. Anh em nào chưa nghe rõ địa chỉ hoặc số điện thoại thì mình có để ở dưới phần mô tả nhá. Anh em có thể xuống dưới đó và ngó qua nha anh em. Ok, xe đẹp quá. Đó. Ok. Anh em nào thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nha anh em. Tạm biệt anh em nha. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha.